Robocar, Poly và những người bạn phần 3. Khách của thị trấn Brum. Quang Hô, chào Marin. Chào Heli. Chào bộ ba cần cẩu. Chào Heli. Chào CC. Chào Heli, hôm nay đi tuần tra cảng hả? Ừ. Chúng ta có vị khách đặc biệt. Đây là Cam, một phóng viên của tạp chí Niềm Vui Du Lịch, đang viết về thị trấn của chúng ta đó. Wow. Thị trấn này cũ quá. Chào Cam, hân hạnh làm quen. Tôi là Heli, ở trong đội cứu hộ. Ông cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ ông ngay lập tức. Tránh đường giùm đi, phiền phức chết đi được à. Hả? Ờ, mình phiền lắm sao? Trời ơi, thị trấn gì kỳ vậy, nhỏ như cái hộp, còn chán nữa. Dù sao, cũng phải đánh dấu lại để biết mình đã tới đây rồi chứ. Dừng lại. Hả? Ông không được vẽ bậy lên đó đâu. Vẽ bậy hả? Chắc cậu không biết tôi là ai. Tôi chính là phóng viên nổi tiếng nhất vì có tạp chí danh tiếng Niềm Vui Du Lịch. Và cái này chính là chữ ký của tôi đúng không? Chúc ông có một kỳ nghỉ vui vẻ. Tôi là Poly, đội cứu hộ của thị trấn Frum. Lại là đội cứu hộ nữa. Ồ, chắc ông gặp đồng đội của tôi rồi. Nhưng mà ông vẫn không được vẽ bậy lên tượng đài kỷ niệm đâu. Đã nói là không phải là vẽ bậy mà. Bực mình chết đi được à. Sắp tới đây hình vẽ này. Ê, không, ý tôi là chữ ký này sẽ là điểm ăn tiền á. Hả? Ông bỏ đi đâu vậy? Chẳng biết còn gây ra chuyện gì nữa đây. Lâu quá. Lâu quá đi. Đợi lâu quá. Có chuyện gì vậy? Đang gấp trong mày. Thứ gì vậy? Cậu nói gì? Ông không được chen hàng như vậy. Chúng tôi phải đợi, đó, đúng phải xếp hàng chứ. Mọi người, có chuyện gì vậy? Tự nhiên chiếc xe này đòi chen lên trước kìa. Hiểu rồi. Chào ông, tôi là Amber, đội cứu hộ của thị trấn Trâm. Còn ông là... Đội cứu hộ này có bao nhiêu người vậy? Tôi là phóng viên nổi tiếng, tôi tên là Cam. Đáng lẽ phải biết rồi chứ. Rất vui được đón tiếp ông. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất khó chịu. Ông phải xếp hàng chờ tới lượt sạc điện như mọi người chứ. Nè, xếp hàng hả? Chẳng bao giờ tôi phải làm vậy. Tôi không có thời gian để làm chuyện đó. Tôi sẽ viết một bài báo trên tạp chí Niềm Vui Du Lịch. Đừng bao giờ chọn thị trấn Rum này làm địa điểm du lịch. Hy vọng là bạn sẽ không bao giờ phải chạm trán với cô gái cứu thương bao đồng. Sao? Xong rồi đó. Cậu thử lại xem. Linh hoạt lắm. Rồi, vậy là xong. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã kiểm tra xong hệ thống xử lý hỏa hoạn tự động rồi. Tuy nhiên, các cậu vẫn phải chú ý tới khu vực cấm trại đó, được không? Đương nhiên rồi. Sao, ông ấy nói vậy hả? Rồi ông ấy bỏ đi mất tiêu luôn. Đúng là bất lịch sự. Mình về rồi. Chào mọi người. Kiểm tra dò chữ lửa xong chưa? Nè, cậu với Amber đang bàn chuyện gì vậy? Có một vị khách khó chịu, nói năng rất cọc cằn. Có một vị khách khó chịu hả? Cánh rừng này đẹp quá. Thích gì đâu á. Mình phải tìm chỗ để cắm trại thôi. Ôi, cái gì vậy? Không được phép cắm trại hả? Xin chào. Chào, ông là phóng viên Cam đúng không? Cuối cùng thì cũng có người nhận ra tôi rồi. Đương nhiên, tôi là Roy của đội cứu hộ thị trấn Brum. Lại một tên nữa. Nhưng nhìn cậu thông minh hơn những người khác. Chắc cậu biết tối nay tôi tính cắm trại ở đây rồi hả? Có phải không vậy? Cắm trại? Đó là chuyện không thể nào. Dạo này trời hanh khô rất dễ dẫn tới cháy rừng, nên không được cắm trại ở đây đâu thưa ông. Không sao đâu, mấy chuyện cắm trại tôi có kinh nghiệm lắm mà. Đi ngay á. Ồ, nè, đứng lại. Ông không được cắm trại ở đây. Nếu ông muốn có thể đi xem một vòng, nhưng cắm trại thì phải chờ tới dịp khác. Trời ơi, vậy là cậu cũng giống như mấy cái máy bay phiền phức, cái tên cảnh sát khó chịu và cái xe cứu thương nhiều chuyện đó. Nếu cứ như vậy thì cánh rừng này chưa cháy thì chắc tôi đã cháy trước luôn rồi á. Sao? Tới đây du lịch chẳng khác gì đi xuống địa ngục.
đội cứu hộ có ở khắp nơi phá hỏng hết tất cả. Trời ơi, thị trấn này quá kinh khủng. Sao? Cái máy bay phiền phức hả? Xe cứu hỏa khó ưa, tên cảnh sát khó chịu, xe cứu thương nhiều chuyện. Jean, nghiêm chỉnh chút đi. Xin lỗi, mình sẽ cứu. Vậy là các cậu tính để cho ông Kem đó tiếp tục làm như vậy hay sao chứ? Đương nhiên rồi, dù sao thì ông ấy cũng là khách của thị trấn mà. Phải đó, điều duy nhất có thể hy vọng là sẽ không có thêm chuyện gì nữa. Người ta nói vấn đề luôn xuất phát từ những người như vậy. Vậy thì tối nay lúc đi tuần tra, mình phải coi chừng kỹ hơn bình thường. Không có ai ở đây hết. Được rồi, buổi cắp trại bắt đầu. Sao trời lãng mạn buổi. Tự nhiên có mùi gì vậy? Trời đất ơi. Ôi không, mình chẳng muốn như vậy chút nào. Hả? Cánh rừng đang chìm trong lửa. Haley, có chuyện gì vậy? Jean, mọi người phải tới đây liền. Kem nhóm lửa ở trong rừng. Trời đất ơi, báo động khẩn cấp, báo động khẩn cấp. Khu cắm trại trong rừng rơm bị cháy. Tất cả chuẩn bị xuất phát ngay. Nhận lệnh. Kem đâu? An toàn rồi. Tốt, mau làm việc thôi. Đây sẽ là câu chuyện tuyệt vời nhất. Hả? Kem, đừng ra ngoài. Cứ mặc kệ tôi, phải chụp vài tấm. Kem, bao giờ trông đi. Tôi chỉ cần thêm vài tấm nữa. Coi chừng. Ông Kem, ra khỏi đây mau. Polly, có sao không? Mình không sao, nhưng mà chúng ta phải dập hết lửa. Chắc chắn chúng ta sẽ dập được hết lửa. Cố gắng lên. Cây đàn của ông bị cháy mất rồi. Cũng may là ông không có bị làm sao hết. Không sao là tốt rồi. Cảm ơn các cô cậu nghe. Tôi thấy rất là áy náy. Nếu tôi chịu nghe lời khuyên của các cô cậu thì cây cối sẽ không bị cháy và Polly cũng không bị thương lỗi của tôi. Tôi không sao, nhưng mà chắc là phải lâu lắm cây cối trong rừng mới mọc trở lại như cũ được đó. Tôi đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng. Nghe nè, ông Kem, lần sau nếu có đi đâu, ông nên tôn trọng quy định của nơi đó một chút và cả những người sống ở đó nữa. Đó chính là bí quyết để chúng ta kết bạn và giúp cho chuyến đi càng vui hơn nữa. Đúng, nếu ông làm vậy, Kem, có thể những bài viết của ông sẽ càng hay hơn.
Phải, chắc cô nói đúng. Cảm ơn mọi người đã dạy cho tôi một bài học đáng giá nghe. Cảm ơn mọi người rất nhiều về tất cả mọi thứ. Đừng khách sáo. Thật tiếc vì ông phải đi sớm như vậy. Tôi cũng vậy, nhưng tới lúc tôi phải về rồi. Chừng nào về tới tòa soạn của mình, tôi sẽ viết một bài về mọi người và in ở vị trí bắt mắt nhất. Nhưng mà ông phải hứa với tôi là sẽ không gọi tôi là máy bay phiền phức hay gì đó nữa. Đương nhiên là hứa rồi. Dòng đầu tiên sẽ là thị trấn lịch sử xinh đẹp Rum nơi lý tưởng. Thị trấn Rum là ngôi làng cổ kính đáng nhớ và một đội cứu hộ tuyệt vời nhất ở trong cả vũ trụ này. Ta ra quà chia tay. Cảm ơn. Ông đã nghĩ ra cách để miêu tả tôi chưa? Rồi, một nhà sáng chế lạ lùng dụng về lập dị nhưng đáng yêu. Chính xác có phải không? Nhưng là sao? Tôi giỡn thôi. Bye.